Đây, tốc độ tải về là 170 này, tải lên là 70 này. Độ độ trễ. Quá ok luôn. Đấy, lắp tạm con này vào trong này. Chào anh em nhá. Đây là cái dây lan Hikvision dùng để thi công cho camera. Dây lan này là dây lan 8 sợi và nó sẽ chạy ship PPOE để có thể triển khai một cái camera mà chúng ta không cần phải nối nguồn điện gì cả. Dây này là được thu về từ cái nhà khách hàng, họ thi công 5 mắt camera nhưng mà họ bùng kèo, thế là em xuống em thu hết đồ về, thu cả wifi luôn. Hôm đấy vị trí là 5 mắt, 5 mắt là tổng tất cả là 10.200.000, 10.200.000 các bạn. Và em phải thu hồi lại toàn bộ những cái vật tư, camera, wifi. Đấy, không kể bao nhiêu nhân công nữa. Hôm nay ông anh bảo là cho mượn cái dây này để chạy. Ông di chuyển nhà thì ông cách cái chỗ cũ là cũng tầm 10 mét, ở đây là 35 mét, chắc là đủ. 35 mét là chắc là ok đấy. Mượn dây, cái dây này rất là xịn các bác, cho nên là yên tâm mà sử dụng thôi. Nhìn nó cũ như này thôi, căn bản ở trên cái trang trại nó bẩn đấy, cho nên là dây nó bị cũ như này thôi. Mấy hôm nữa thì sẽ review để anh em có thể lựa chọn một cái dây lan nó tốt, chất lượng tốt. Ngày để anh em phân biệt là dây lan nào là dây lan xịn, dây lan nào dây lan đều. Dây lan này là dây lan 1000 này các bác nhá, dây lan 1000. Nó chạy tốc độ cao nhất là 1000. Mang xuống cho ông anh mượn tầm 2 tháng. 1 2 tháng. Đây, đây là dự kiến của khách hàng. Còn khách hàng có 1-2 tháng hay không thì là việc của khách hàng. Đấy, cho mượn. Nhà chả có gì ngoài dây lan các bạn. Dây lan dây mạng. Đêm hôm qua xuống nhưng mà tối quá rồi thì không triển khai cho nữa. Mua vào đã là mấy nghìn một mét rồi các bạn. Dây này là mua như 5-6 nghìn một mét hay sao. Đây các bạn có tiền thì các bạn mua cái loại như này này. Tốc độ cao này, dây nó bền. Dây này là 99. Mẹ con ong ở đéo đâu nó xuất hiện là đốt mẹ vào tay này. Đây các bạn, ăn đốt mẹ vào tay này. Phải rồi nịt à. Ây à, đau phết ạ. Không hiểu sao mà tự nhiên nó bay vào, nó đốt được vào cái ngón tay này. Ong mật. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương cao. Biển đi đâu về.
này là dây 99% là lõi đồng các bác nhá. Cho nên là bác yên tâm mà sử dụng cái dây này. Đấy, chi phí hơi cao một chút nhưng mà đảm bảo chất lượng. Sưng lên luôn các bạn, chảy máu luôn này. Con này ạ, kinh thật. Vâng, chào anh. Ôi mày lâu này. Chơi YouTube này. Đấy, kênh em ạ. Bật kiếm xiên lô mà. Mấy chục cái chưa? Ai mà 5 số ổng bia ba. Mà 5 số ổng bia. Anh em ăn xoáy mãi. Ba mươi khẩu mét đúng không anh giờ? Anh chưa kéo đâu thì sao không? Hay cho dây ni mắm mảnh thì mời đã bấm đá. À thằng ở tình chọc lên dây ni ý án mày giờ. Hay mày anh chưa ngon nó đúng không? Xin từ giã thành. Đây các bác này. À con này hai băng tần nên cắm cổng nào cũng được các bạn. Cổng nào cũng là cổng 1000 hết. Chọc lại cái nước nữa mày giờ. Chào lại cái cột nếu mày giờ. Đũa đũa này bạn 5 mét mà. Dây này xịn cho nên thao hồ buộc như này các bạn. Nó không giống như cái sợi này dây đều này. Phí sáng lại ăn nó này giờ. À đừng chọc lên đi. Bố lịch kinh mái nhé mấy giờ. Đấy.
Hai mấy con có đố vật liệu không? Đố để hơi đố chảy cho vai thôi. Vật liệu nó không nên con đố mái đố miếng. Chỗ mái biết nó bắt bổ. Cái xây nào bao bổ. Ngắm đá chủ nữa ha. Lắp bắt nha, bình giáp bắt cho họ. Hấp dẻo cái đâu chỉnh về nhà này. Ê, ra nó hay là. Cái cao loại đi ngon phết này. Thảm đâu mà ha cái cơ. Cho chung chung này chứ. Cái nó là hảo nới này hay. Để chừa đây mà nới dây. Cái wifi nào đây? Wifi chính đâu? Dây nguồn à? Dính nguồn đúng không? Hay mấy cái dây chính nha, à cái wifi chính nha bầu ý đứa không tìa? Thế nhiều đứa linh mãi nữa này. Hàng để tạm để cục phù bên nhà nói mà nhà bên này mà anh dùng tạm cái cục phù ấy. Thằng ấy chuyến cái dây thì lại tức là bắn. Bắn à? Ừ. Mà đã ốc cao nên ốc có một điểm nó mới chốt. Anh là cái cục phù ăn đó. Vâng, nếu phải em có cục 500 ảnh Huế thì chẳng. Ờ, đá cái cục chờ chính gì đi. Vâng, cái anh đây dùng cái cục phù đấy. Dùng 8 cái 50 chuyến là dần tiền. Vâng. Thank you.
Một người đi năm nào. Dây khách chuyện xây nhà xây cửa này mất thời gian lắm các bạn. Đây các bạn, đây là cục hôm này. Bây giờ chuyển cái cục hôm này sang đây, cắm tạm vào một thời gian để xem. Cắm vào mà đứng đèn xanh, xanh lá cây là được. Đây các bạn, đứng đèn xanh lá cây là được. Chắc vinh nát này. Đây các bác thấy không? Con này gói là 150. 160. Đây, tốc độ tải về là 170 này, tải lên là 70 này. Độ trễ. Quá ok luôn. Đấy, lắp tạm con này vào trong này. Mình sẽ lấy lại cái mật khẩu, kiểm tra lại xem mật khẩu là gì. Các bác sử dụng công cụ ping này nhé, để tìm cái địa chỉ IP của con này. Quét này. Con này 2.253 này. 2.253 này. Đây, cái mã admin. Admin ZTE GMU GM8U 104081 04 08. Bấm login. Không đúng. ZTE GM ZTE GM 8U 10 0408. Nhập sai mật khẩu rồi các bạn. Khóa mất 3 phút, thôi kệ đi. Xong rồi các bạn. Đây mình bây giờ mình đi tạm cái đường dây LAN này để đây là nhà chính này. Để họ sử dụng tạm 1-2 tháng nữa làm xong nhà thì lại chuyển về cái đường cũ này thôi.
Bây giờ sưng hết cái ngón tay này các bạn. Cho mượn nha các bác nhá, cho khách hàng mượn 1-2 tháng để khách hàng sử dụng chứ mình không có bán. Video xin tạm dừng tại đây các bác nhé, hẹn các bác ở video tiếp theo.